Nhân danh cha và con và thanh thần AMEN Cộng đoàn rất thân mến Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe lời Ngài Và được Ngài nuôi dưỡng chúng ta Bằng chính lời của Ngài Bằng chính bánh trường sinh Đem lại cho chúng ta sự sống đời đời Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Mát Thêu khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người, ra khỏi thuyền. Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới các môn đệ đến gần thưa người rằng: "Đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi." xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn nhưng chúa giêsu nói với các ông rằng họ chẳng cần phải đi các con hãy cho họ ăn các ông thưa lại rằng ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá người bảo các ông rằng hãy đem lại cho thầy khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá Ngước mắt lên trời Đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ Các ông này phân phát cho dân chúng Mọi người đều ăn no Và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn Số người ăn là 5.000 người đàn ông Không kể đàn bà và con trẻ Cộng đoàn rất thân mến Có lẽ chúng ta đã quá quen chúng ta đã nghe nhiều chúng ta cũng đã đọc nhiều và phép lạ là chúa làm cho năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà và trẻ con ăn no nê phép lạ dường như chúng ta nghe nhiều chúng ta biết nhiều thế nhưng đó điều mà hôm nay muốn mời gọi chúng ta để chúng ta cùng chiêm ngưỡng những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Để rồi trong cuộc sống chúng ta tìm kiếm Chúa hơn là tìm phép lạ. Tin mừng vừa kể cho chúng ta nghe sau khi biết tin Gioan Tẩy giả đã chết thì Chúa Giêsu đi vào nơi vắng vẻ ở đó Ngài gặp gỡ cha mình Bằng chính đời sống cầu nguyện Trong thinh lặng và cũng chính nơi đó dân chúng khắp nơi trong các thành phố tuôn đến đi bộ lũ lượt và tìm gặp gỡ Chúa Giêsu. Họ đến với Chúa Giêsu chắc chắn rằng họ không biết rằng Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ để nuôi họ. Họ không thể nào hiểu được rằng và tin rằng Chúa Giêsu lát nữa đây đến chiều tối này Ngài sẽ làm phép lạ với năm chiếc bánh và hai con cá để cho họ ăn no nề. Vậy họ đến với Chúa bằng gì? Thưa rằng họ đến với Chúa vì họ tin rằng Chúa sẽ làm cho họ những gì tốt đẹp nhất họ tin rằng chúa là thiên chúa và đã là thiên chúa thì không gì là không thể với ngài và họ đến với ngài một cách vô vị lợi tin mừng nói tiếp với chúng ta rằng thấy đoàn lũ đông đảo Họ đến với Chúa đi bộ khắp mọi nơi, mọi làng mạc, thành phố đến gặp gỡ, đến tìm kiếm Ngài và Ngài đã động lòng thương xót họ. Như vậy, phép lạ hôm nay Chúa Giêsu làm cho chúng ta thấy khởi đầu bằng chính Ngài thương xót con người. Ngài thương xót nhân loại và đặc biệt đây lại là những người đang mệt nhọc, đang say mê, đang hy sinh để tìm kiếm ngài. Vâng. Kính thương bà anh chị em, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng tìm kiếm Chúa đấy, cũng say mê ngài, cũng gặp gỡ ngài, cũng đi tìm, thế nhưng động lực nào? Đó là điều mà hôm nay tôi muốn mời gọi ông bà anh chị em Khi chúng ta nghe, khi chúng ta đọc Khi chúng ta đã nhiều lần nhận ra rằng Chỉ với 5 chiếc bánh và hai con cá Chúa đã làm cho rất đồng người ăn no nê dư dả. Thế nhưng 5.000 người, hơn 5.000 người này Họ đến với Chúa vì lý do nào có lẽ với chúng ta chúng ta thấy rằng đối với chúa năm chiếc bánh và hai con cá làm phép lạ ra không gì là khó khăn với ngài cả vì ngài là thiên chúa thế nhưng cái điều quan trọng nhất mà tin mừng vừa kể cho chúng ta là những người này họ đến với chúa bằng một sự đi bộ khắp mọi nơi họ chỉ nghe danh chúa họ đã vất vả đã hy sinh để tìm kiếm ngài không biết rằng ngài sẽ làm gì cho họ nhưng họ tin rằng Điều gì Ngài làm Ngài muốn Ngài sẽ làm cho họ Vâng thương bà anh chị em Quả thực là như vậy Lòng nhân từ thương xót của Chúa Khi họ đói là Khi họ mệt nhọc Khi họ hy sinh Ngài đã động lòng thương xót Và Ngài đã làm cho họ Để họ được no thỏa trong cuộc sống trở lại với chúng ta Không ít người chúng ta cũng chạy đến với Chúa Xin điều này, xin điều kia Hoặc là chúng ta chỉ nghe ở đâu đó phong phanh rằng Chúa làm phép lạ, Đức Mẹ hiện ra Thì ao ao chạy đến Và như vậy chúng ta chạy đến chỉ vì phép lạ Chỉ vì sự lạ, chỉ vì một điều gì đó chúng ta nghe như là có lợi cho chúng ta hơn là chính chúa ngày hôm nay trong cuộc sống chúa vẫn làm cho chúng ta biết bao nhiêu những điều lạ lùng cho chính bản thân mỗi người chúng ta cho gia đình chúng ta nhưng mà mấy ai trong chúng ta nghiệm ra mấy ai trong chúng ta nhận ra điều đó để rồi bằng cái lòng thương xót của chúa chúng ta nỗ lực hơn chúng ta cố gắng hơn Chúng ta hy sinh hơn Và chúng ta phải dấn thân hơn nữa Thương bà anh chị em Một mặt chúng ta vẫn tin rằng Chúa làm tất cả điều gì Chúa muốn Với Chúa không có gì là không thể Thế nhưng chúng ta lại ngại hy sinh Ngại gian khó Ngại khổ sở như vậy đức tin của chúng ta tự mâu thuẫn Chúng ta đã hy sinh cho ai và hy sinh vì ai Gian khó cho ai Khổ sở vì ai Nếu vì Chúa Thì như những đoàn người đông đảo trong kinh thánh Chúa sẽ động lòng xót thương Bởi vì họ đã hy sinh cho Chúa Hy sinh vì Chúa Và đã được đáp đền ăn uống no nê thoải mái nếu trong cuộc sống chúng ta cũng tin vào Chúa là đấng đầy lòng thương xót Thì chúng ta cũng đã sẵn sàng hy sinh rồi Chúng ta cũng đã sẵn sàng dấn thân rồi Không ngại ngần, không tính toán, không so đo Dẫu rằng chúng ta biết Chúa là tất cả Chúa làm được cho chúng ta mọi sự Với Chúa không gì là không thể Thế nhưng thực tế dường như chúng ta lại tìm cái mối lợi nơi Chúa hơn là tìm chính Chúa. Thưa ông bà anh chị em, nếu có giây phút nào đó chúng ta tĩnh lặng lại, chúng ta suy tư xem. Ngày ngày ở nơi thánh thể, trong các nhà tạm, nơi các nhà thờ, nơi đó Chúa vẫn chờ đợi chúng ta đến để chúng ta gặp gỡ Ngài chúng ta tâm sự chúng ta thưa chuyện chúng ta giải bày tất cả mọi nỗi khó khăn của chúng ta và chúa sẽ động lòng thương xót thì chúng ta lại thấy rằng ít người đến nhưng mà nếu nghe ở đâu có một điều gì xảy ra xảy đến một điều gì đó chúng ta cảm thấy dường như là đang có lợi cho chúng ta ào ào chạy đến không ngại hy sinh có thể nửa đêm đi cũng sẵn sàng Như vậy chúng ta đến ở nơi đó Vì Chúa Hay là vì gì? Vì việc của Chúa Ngoài Chúa Phần vâng, thương bà anh chị em Hôm nay chúng ta cảm thán vì Cảm phục vì Chúa làm phép lạ để nuôi dân Chúng ta cũng nhận ra rằng Chúa động lòng chắc ẩn nơi Những người bước theo Chúa Những người không sợ hy sinh gian khó như vậy thì trong cuộc đời của tôi của ông bà anh chị em của tất cả chúng ta chúng ta cũng hãy thử nhìn xem chúng ta có ngại hy sinh với chúa ngại gian khó với chúa để rồi chúng ta so đo chúng ta tính toán với chúa và một khi chúng ta đã so đo chúng ta tính toán có nghĩa là chúng ta đang đẩy lòng nhân lành thương xót của Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta Để tạo nên một khoảng cách giữa chúng ta và một khoảng trống đó khó phụ lập Ước mong rằng bài tin mừng hôm nay không mời gọi chúng ta dừng lại ở chỗ những tấm bánh chúng ta được ăn no nê của dân Do Thái. Cho bằng được chính chúa là tất cả và rồi vì chúa là tất cả thì chúng ta không còn ngần ngại và chúng ta sẵn sàng hy sinh hơn dấn thân hơn đặc biệt trong một cái bối cảnh của ngày hôm nay chúng ta phải là những người đứng ra để trở nên chứng nhân cho tin mừng chúng ta là những người để giới thiệu chúa chúng ta là những người vẽ lên khuôn mặt của chúng ta chính khuôn mặt của Đức Kitô để tất cả các cuộc gặp gỡ của chúng ta trong cuộc sống những người khác nhận thấy rằng chúng ta là những người tin vào Chúa những người đang bước đi tìm kiếm Chúa và đặc biệt hơn đã gặp gỡ Chúa cho nên cuộc đời của chúng ta được biến đổi chúng ta ý thức điều đó thì không có điều gì sẽ không xảy đến với chúng ta nhưng điều tốt đẹp nhất thiên chúa sẽ làm bởi vì ngài là chúa của lòng thương xót ngài sẽ động lòng trắc ẩn trên những gì chúng ta làm vì chúa vì tin mừng và vì các linh hồn và phép lạ luôn luôn xảy ra trong cuộc sống chúng ta được no đầy ơn thiên chúa xin mẹ maria đấng đã cùng với con của mẹ giới thiệu con mẹ cho tất cả mọi người thì xin mẹ cũng gìn giữ và giúp cho mỗi người chúng ta cảm nhận được ơn chúa sống với chúa hy sinh cho chúa để được lòng nhân từ thương xót của chúa bao phủ lấy cuộc đời của chúng ta cũng như toàn thể nhân loại của ngày hôm nay để tất cả cảm nhận rằng chúa đã đang và tiếp tục nuôi sống nhân loại dẫu cuộc đời có là gì đi nữa thì chúa vẫn phủ lấp tình thương để nâng đỡ để dìu dắt và để nuôi sống chúng ta